Bạn sắp nhận được câu chuyện về phương diện nào? Nếu như bạn nhìn thấy video này xem như bạn hữu duyên, hôm nay mình sẽ dự đoán cho các bạn câu chuyện nào sắp diễn tới với các bạn theo cái từ khóa của trải bài Oracle, và mình sẽ lấy hết tất cả các lá bài để chúng ta xem cái diễn biến nào về cái phương diện mà các bạn sẽ gặp phải trong thời gian sắp tới. Có thể là câu chuyện về tình yêu, câu chuyện về cuộc đời của bạn, có thể là một câu chuyện về sự biến đổi. Tất cả những cái gì ở đây chúng ta cần phải biết là dù có xảy ra đi chăng nữa thì lá bài cũng luôn hướng chúng ta về điều tích cực nhất có thể. Do đó chúng ta hãy tiếp cận trải bài một cách cởi mở nhất nha các bạn. Và mình hoàn toàn chỉ nói theo thông điệp của lá bài chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Và sau đây mình xin giải thích trải bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên cho thấy là các bạn cần phải thay đổi, bởi vì có một cái điều đang thôi thúc các bạn phải sẵn sàng bỏ lại những cái cũ để chúng ta đón nhận cái mới. Khi mà chúng ta từ bỏ những cái mà không thuộc về mình nữa thì mình sẽ nhường chỗ cho những cái tốt đẹp hơn, cũng như tạo cơ hội cho mình. Lúc này là mình đón nhận và cởi mở những cơ hội và trải nghiệm mới. Nhất định những cơ hội này sẽ mang đến cho bạn niềm vui và sự thỏa mãn nhất hơn những cái cũ kỹ hồi xưa giờ mình còn bám víu nha các bạn. Ở đây thông điệp muốn nói là đã đến thời điểm chúng ta phải buông xuống rồi, buông những gì mà không như ý. Và là bài thứ hai là các bạn phải thực sự can đảm để chúng ta có thể bỏ lại những cái gì mà còn níu kéo các bạn. Vũ trụ nói rằng các bạn có sức mạnh và đủ sự tự tin để đối mặt với bất cứ thử thách nào trở ngại có thể xảy đến các bạn. Có thể là ai đó làm cái gì đó không tốt, nhưng bạn hoàn toàn có thể bước ra khỏi vùng nguy hiểm đó, bước ra khỏi vùng mà mình hồi xưa mình cảm thấy an toàn. Lúc này là mình phải theo cái trái tim của mình và làm theo những ước mơ, mong muốn thực sự của bạn là cái gì. Vũ trụ đang ủng hộ bạn rất nhiều về cái việc dám thay đổi, dám đương đầu với thử thách. Tuy nhiên ở đây có một số bạn, hình như các bạn còn đang che giấu con người thật của mình. Giống như mình quen với một ai đó, mình che giấu thực sự là mình là ai, mình muốn gì, cần gì. Mình sống theo nô lệ cảm xúc của người ta, hay bạn đang làm những công việc bạn không yêu thích. Thực sự nếu mà chúng ta không yêu thích cái gì, chúng ta sống thông thật với bản thân của mình, thì mãi mãi chúng ta chỉ là con rối trong mắt người khác, con rối trong công việc của bạn đang làm mà thôi. Do đó, giờ mình có đeo mặt nạ, lúc này là mình không có làm hài lòng ai nữa hết. Khúc này mình đừng có kìm nén cảm xúc mình nữa, phải nói mong muốn của mình kia chứ. Đừng có sợ bị từ chối và đừng sợ ai phán xét hết. Sự phán xét cuối cùng chỉ ở chính bạn. Tòa án lương tâm chính là cái tòa án cao nhất, chứ không có ai hơn cái tòa án này hết. Bây giờ các bạn có thể thấy được là cái sự tin tưởng vào cái tình huống là bạn có thể vượt qua được điều khó khăn trong cuộc sống. Có điều gì đó ẩn giấu, có thể bạn không biết, nhưng mà các bạn đừng có ngạc nhiên, bởi vì chúng ta chịu thay đổi, chúng ta tin và chúng ta có sự khác biệt. Bởi vì chúng ta sinh ra là những cá nhân khác biệt, chứ mình không phải sống vì một ai trên đời này hết các bạn. Sống vì bản thân mình chính là cái sống đúng đắn và bền vững nhất. Và kế tiếp thì ở đây chúng ta thấy được lá bài gì? Lá bài đó chính là gia đình. Các bạn có một mối liên hệ chặt chẽ với gia đình của mình, bởi vì bạn coi trọng gia đình của mình, và chính cái gia đình sẽ là động lực cho các bạn thấy là bởi vì mình sống với cái mục tiêu giá trị của mình ở đâu. Cho đó bây giờ mình phải nên tôn trọng mình. Chính khi mình tôn trọng và yêu thương mình không để cho mình đau khổ tổn thương, là lúc bạn cũng đang báo hiếu với cha mẹ. Đâu có cha mẹ nào muốn sinh con ra mà con mình đau khổ và tổn thương hay là không thành công đâu các bạn. Cho đó lấy cái nguồn năng lượng này, mình tiến bước vào cuộc đời, sống đúng với bản chất mình mong muốn hồi xưa. Lúc nhỏ mình đã ước mơ mình làm cái gì, mình trở thành ai, mình yêu thương cái người ra sao. Thì thời điểm này hãy lấy cái nguồn năng lượng đó lại và mình tiến bước, mình phát triển và mình sẽ thành công. Nhất định vũ trụ đang ủng hộ bạn. Và bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhất nếu như bạn có thể trở về nhà.
Bởi vì nếu như chúng ta đau khổ tổn thương quá lâu rồi, khi mà các bạn có thể trở được về nhà của mình là lúc các bạn sẽ sạc được năng lượng của mình, không đâu bằng nhà mình hết bạn. Cứ đau khổ tổn thương hãy về nhà đi, bảo đảm các bạn sẽ thấy cuộc đời mình khác liền à. Các bạn cứ để ý đi, mỗi khi mình gặp cái chuyện gì, mình quay trở về gia đình mình, thì chính cái gia đình này là cái nơi mà cam kết chặt chẽ nhất. Mọi thứ của bạn sẽ thấy là chỉ có ba mẹ, anh chị em là người gần với mình, luôn luôn ủng hộ mình. Lúc này bạn hãy chăm chỉ và hy sinh bản thân của mình để phục vụ gia đình mình, phục vụ cho giá trị mà cha mẹ anh chị em đã mong muốn ở bạn. Không ai muốn mình sống mà không hạnh phúc với các bạn, nhất là ba mẹ của mình. Hãy lấy nguồn năng lượng này báo hiếu cho họ nha bạn ơi. Ở đây là bà cho thấy cái ngọn lửa song sinh, tức là linh hồn song sinh đã xuất hiện. Mình không biết các bạn đã gặp cái người tri kỷ này chưa. Theo mình nghĩ là các bạn gặp rồi. Đây chính là cái người phản chiếu tâm hồn của bạn, bổ sung cho tính cách của bạn. Có thể họ xuất hiện dạy cho bạn những cái bài học đó, mà giữa bạn và họ giống mình dạy cho nhau vậy đó. Có thể cái liên hệ sâu sắc này giúp bạn vượt qua mọi không gian và thời gian. Và hai bạn bị thu hút và nhận ra ngay lập tức khi mà hai bạn nhìn thấy nhau. Dạo này năng lượng mình thấy rút bài linh hồn song sinh quá. Hình như bạn và người này đang gắn kết rất là chặt chẽ, và họ và bạn bị một cái gì đó hút mà mình không có biết được là cái chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bởi vì các bạn sẽ không hiểu là tại sao mình thương cái người này, tại sao mình lại tôn trọng và luôn luôn lắng nghe họ, và họ cũng vậy luôn. Cả hai bạn nếu có yêu nhau đi, hai bạn cũng chưa bao giờ nặng lời với nhau có gì hết. Kiểu như là chúng ta đến với nhau là kết nối tâm hồn, nhưng mà rất nhạy cảm, sẵn sàng mà tổn thương vì một câu rất là nhỏ nhặt. Ở đây cho thấy có một cái lòng thương xót được diễn ra giữa bạn và họ. Một trong hai bạn hình như mình có một cái trái tim nhân ái và bao dung. Các bạn có thể đồng cảm được nỗi đau của họ cũng như cái động cơ mà họ gây ra cho các bạn. Lúc này hình như là các bạn đã biết buông bỏ sự oán giận và giận dữ rồi. Bạn biết chữa lành vết thương của mình. Lúc này bạn lại thấy mình thương cái người linh hồn song sinh này của mình nhiều lắm các bạn ơi. Và ở đây có một cái tin nhắn. Bạn sẽ nhận được một cái tin nhắn nào đó từ một ai đó, theo mình nghĩ là cái linh hồn song sinh các bạn. Cái việc này nó sẽ liên quan đến chuyện tình yêu. Có thể là một lá thư, một cuộc gọi điện thoại, hay là một email, một dấu hiệu, một giấc mơ gì đó, không biết. Nhưng mà hãy chú ý đến nó, bởi vì nó sẽ đưa đến một sự biến chuyển rất là lớn ở bạn và mối tình các bạn gắn kết hồi xưa giờ. Và ở đây, khi xuất hiện thông điệp du lịch, có thể các bạn sẽ chuyển đến một vùng đất mới, nơi nào đó đóng vai trò trong câu chuyện tình yêu của hai bạn. Một chuyến đi ngắn, hành trình gì đó mình không biết, nhưng chắc đây là cái điều để cho các bạn có thể lấy lại năng lượng và gặp gỡ cái người này. Chà, phải di chuyển nha các bạn, không biết đi đâu. Có thể là bắt buộc các bạn phải đi tìm người đó hoặc đến cái nơi người đó sống. Nếu người đó sống ở địa phương khác hoặc ở đất nước khác, cái việc các bạn nên di chuyển đến đó để gặp và nói chuyện giao tiếp cho rõ ràng là cái điều các bạn cần phải nên làm. Bởi vì mỗi thứ cần phải được giao tiếp một cách tích cực nhất để mình hiểu rõ câu chuyện gì. Tại vì mình không biết ở đây linh hồn song sinh của bạn là ai, nhưng mà thông điệp cần các bạn phải giao tiếp cũng như các bạn phải di chuyển đến gặp cái người này. Và thật ra ở đây cái việc mà chúng ta phản ánh lại những cái nội tâm các bạn là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì các bạn sẽ biết mình cần gì, muốn gì. Lúc này mình phải thành thật chính mình đi. Mình có thương cái linh hồn song sinh đó không? Mình có muốn gặp họ không? Mình thấy điểm mạnh, điểm yếu của mình trong mối quan hệ là gì không? Và bạn có dám là mình tiến tới người đó một lần nữa hay không? Ở đây điều này sẽ thúc đẩy các bạn phóng chiếu ra những còn cái chuyện còn bất an của mình. Lúc này mình phải giải quyết nó, cuối năm rồi. Mình đừng để cho nó ân vào cái cuộc sống của mình nữa các bạn. Hãy buông bỏ những gì cần thực sự buông bỏ. Bạn nên cần thấy mình cần phải làm gì. Đừng có sợ nhìn thấy sự thật. Cái sự thật đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành các bạn ơi. Và để mình xin thêm một cái thông điệp xem ở đây là gì. Ở đây chúng ta sẽ có một lá bài, đó chính là sức mạnh. Nếu như các bạn thực sự là các bạn yêu người này, thì chính bạn sẽ có một cái năng lực để chúng ta có thể thực hiện cái mong muốn của mình. Việc này chúng ta phải vượt qua cái ý chí
và tiến tới, bởi vì cái năng lực của tình yêu thương sẽ là một cái lực hút rất là mạnh mẽ giúp cho mọi chuyện đi biến thành hiện thực. Đó chính là những cái gì bạn đang nghĩ, cái gì bạn đang suy nghĩ trong tâm trí của mình. Bạn hãy cẩn thận với nó đi, bởi vì tất cả cái việc này hình như là nó không có thật, không có đáng tin cậy. Trí não chúng ta làm chúng ta đi tùm lum tà la bởi những cái định kiến, những cái bạn nghĩ, những cái tổn thương nó tạo nên cái ảo ảnh này thôi. Lúc này đừng để cho nó lừa dối chính bạn. Mình phải thấy là mình muốn cái gì, mình có thương người này không. Lúc này là chúng ta tìm thấy cái tâm hồn thực sự, đó là tâm hồn song sinh đó. Phải tìm cái người này một lần nữa nha bạn ơi. Và câu chuyện ở đây là gì? Vũ trụ mong muốn bạn đi tìm lại người yêu của mình. Bạn đừng có tin vào những cái gì bạn nghĩ nữa, nó không có đúng. Bởi vì họ chính là linh hồn song sinh các bạn. Và bạn có đủ năng lượng để các bạn có thể đến với người này. Và người này chính là gia đình tương lai của bạn. Nếu như bạn cảm thấy mình không đủ mạnh thì gia đình của bạn sẽ giúp cho các bạn có được người này trong cuộc đời của mình. Do đó hãy nắm bắt năng lượng và đến với họ. Có thể bạn cần phải di chuyển để gặp họ một lần nha bạn. Để mình xem là con lắc của vũ trụ, xem là bạn và họ có gặp nhau được hay không ha. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng con lắc. Liệu rằng chúng ta còn kết quả tốt đẹp hay không? Hay chúng ta nhắc kết nối, xin thông điệp con lắc cho ra kết quả chính xác nhất. Chúng ta ở đây cho thấy là con lắc nói là hiện tại là chưa được, nhưng mình phải xem tại sao không được, tức quá. Để mình xin thêm thông điệp tại sao lại nói không được. Kêu người ta đi tìm người yêu rồi nói không được là sao? Và vũ trụ nói rằng các bạn khoan làm gặp người này, tại vì các bạn chưa có giải quyết được vấn đề tiêu cực các bạn thấy ở người yêu của mình. Bởi vì đây là cái thời điểm các bạn phải thấy cái điểm tích cực của người ta thì các bạn mới tiến tới người ta được. Bây giờ còn năng lượng tiêu cực nghĩ xấu người ta không, tới nói chuyện với nhau có nước kể lộn thôi. Cho đó tập trung năng lượng, suy nghĩ tích cực về người yêu đó. Và sau khi chúng ta thấy người này tốt thật sự rồi, chúng ta mới đi tìm họ. Bởi vì chỉ tìm khi mình thấy họ tốt, chứ tìm mà khi thấy họ xấu thì cứ nước gặp nhau và cãi lộn nhau thôi, chứ không được giải quyết được gì hết nha các bạn. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem cái bài này.